Tử vi tuổi Tỵ, 6 tháng đầu năm 2021, tiền bạc dư dôi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi thì việc dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì ta có thể nắm rõ được vận trình của con giáp đó trong tương lai. Về vận hạn, hung cát của người tuổi Tỵ trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu sẽ như thế nào? Trong thời điểm này, cuộc sống của mệnh chủ có gì thay đổi hay không? Có cơ hội nào tốt để phát triển? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong năm Tân Sửu, lưu niên và thái tuế tam hợp tạo thành bán hợp kim cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa, rực rỡ, đặc biệt là thời điểm nửa đầu năm. Bản mệnh được long trì mang vinh hoa tới, trong công việc tuổi Tỵ có những biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi, biết nắm bắt thời cơ, ngoại giao tốt nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Phương diện tài lộc nửa đầu năm, mệnh chủ tuổi Tỵ gặp bán hợp kim cục, sinh vượng, tài lộc, lại có thiên tài và thực thần hỗ trợ mạnh mẽ cho việc làm ăn, kinh doanh và cầu tài. Điều đó sẽ khiến cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể. Nhìn chung, bản mệnh có một khoảng thời gian dài khá dư dôi về tài chính. Sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này nhìn chung cũng khá tốt, nhưng do bản thân sinh ra lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh rình rập, bản mệnh cần chú ý đi lại, kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Đặc biệt năm nay, có thiên khốc chiếu, bản mệnh cũng cần đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương xảy ra trong nhà. Chính vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt này, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Gặp năm tam hợp thái tuế, người tuổi Tỵ như gặp được thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Nửa đầu năm 2021 là thời điểm lý tưởng để bản mệnh chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan, tiến chức của bản mệnh. Cái thiếu của tuổi Tỵ nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Bản mệnh chỉ cần bổ sung điều này, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Ngoài ra trong năm, may mắn có long trì cát tinh trở mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, sẽ rất tốt cho những người tuổi Tỵ đã và đang muốn khởi nghiệp trong thời điểm này, tỷ lệ thành công là rất cao. Yếu tố thiên thời, địa lợi đã có, nhưng bản mệnh vẫn còn cần một chút gì may mắn.
Chính vì vậy, tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam giác khai vận. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Tỵ đạt theo năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, cơ giáp sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi nửa đầu năm Tân Sửu cho thấy bán hợp kim cục thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc, tiền bạc cho tuổi Tỵ. Lại gặp kim sinh tài, cộng thêm thiên tài cát thần tương hỗ, việc làm ăn kinh doanh vì thế mà phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng sùm xỉnh. Các nguồn thu nhập của tuổi Tỵ dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương thăng chức, người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuy nhiên, có thời điểm thiên khắc hung tinh tác động mạnh về tinh thần khiến cho tuổi Tỵ suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Hơn nữa bản mệnh còn phải chịu ảnh hưởng của quan phù hung tinh, bản mệnh sẽ có thể vướng vào vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Hãy nhớ kỹ điều này, kẻo tới lúc đó tiền mất tật mang, kêu trời không thấu. Ngoài ra, các thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Về mặt tình cảm, gia đạo, tam hợp sinh tình lợi cho tình duyên và gia đạo của tuổi Tỵ trong nửa đầu năm 2021. Người độc thân vượng đào hoa có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Có điều, để đạt được điều đó, bản mệnh cần nhắc nhở bản thân, chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Mọi thành công đều đến từ sự cố gắng. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. Có điều, thiên khắc và bạch hổ hung tinh đôi khi lại khiến tâm tư của bản mệnh biến đổi thất thường. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, để cái tôi của mình quá cao, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong nhà. Hoặc nếu muốn sinh con năm 2021, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tinh thần và vật chất để đón con chào đời trong điều kiện tốt nhất. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên, cải vận đào hoa cho bản mệnh trong năm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong năm Tân Sửu, dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, xét về tổng thể, sức khỏe của tuổi Tỵ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm Tân Sửu, bản mệnh sinh ra lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh rình rập, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm đến dao kéo. Đồng thời, trong thời gian này còn có thiên khốc chiếu, đề phòng có tăng chế, chuyện buồn thương trong gia đình. Đặc biệt còn có thức thần chiếu mệnh, bản mệnh liên tục được ăn uống ngon vật lạ, được mời tiệc tùng, vì ăn uống quá tải, thức khuya nhiều mà tạo áp lực cho cơ thể. Theo đó, bản mệnh cần ăn uống điều độ, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn. Có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo, ổn định lâu dài. Để có thể hóa giải những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tỵ suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Tỵ trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết tuổi Tỵ trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Nửa đầu năm 2021 là thời điểm thuận lợi đối với các bác tuổi Ất Tỵ. Trong công việc, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, các bác có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu các bác tuổi Ất Tỵ làm đầu tư, kinh doanh trong thời điểm này, có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình.
Tuy nhiên, các bác không nên tính toán so đo quá nhiều chuyện được mất, nếu không dễ vướng phải chuyện làm ăn phi pháp hoặc ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Các bác hãy cố gắng hết sức mình và thỏa mãn với những thành quả do chính bàn tay mình tạo nên. Thứ hai, Đinh Tị sinh năm 1977. Những cô chú tuổi Đinh Tị sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong thời điểm nửa đầu năm 2021. Cô chú có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đó các bác phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ, thì nay đã có thể làm ăn, có lãi, được thưởng nóng, tăng lương. Ngoài ra, quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp các bác đạt được nhiều thành công trong cuộc sống thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tử vi còn nói rằng 6 tháng đầu năm 2021 là thời điểm thuận lợi đối với anh chị tuổi Kỷ Tỵ. Dưới tác động của cục diện tam hợp, anh chị tuổi Kỷ Tỵ có thể xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp được quý nhân khiến công việc đã thuận lợi lại càng trở nên trôi chảy. Chuyện đầu tư kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để các anh chị tuổi Kỷ Tỵ cố gắng hơn. Đặc biệt trong thời điểm này, anh chị nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình, như vậy sẽ dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Thứ tư, Tân Tỵ sinh năm 2001. Về cơ bản, năm Tân Sửu là một năm khá yên bình đối với các bạn tuổi Tân Tỵ. Mọi mặt trong cuộc sống của bản mệnh đều có những bước phát triển nhất định. Nếu không ngừng cố gắng, tập trung cho nhiệm vụ của mình thì các bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân. Tình hình tài chính nói chung ổn định, nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định, các bạn có thể làm quen với một vài đối tượng đem lại tác động tích cực cho lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát của từng tháng tuổi Tỵ trong vận trình nửa đầu năm. Tháng 1 âm lịch, năm 2021 của năm tam hợp của người tuổi Tỵ, song trong tháng đầu tiên của năm mới, bản mệnh lại gặp khá nhiều vấn đề. Trong tháng này, bản mệnh cần chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, tập trung vào nhiệm vụ, không nên phân tâm, để ý đến chuyện của người khác. Còn nếu cứ can thiệp vào chuyện của người khác, bản mệnh sẽ đẩy mình vào chốn thị phi, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến danh dự của bản thân mình. Thứ hai là tử vi tháng 2 âm lịch. Bước vào tháng 2 âm lịch, vận trình của người tuổi Tỵ có những cải thiện nhất định, bản mệnh duy trì được trạng thái làm việc tích cực và nhiệt tình, vì thế mà công việc thường đạt được hiệu quả rất cao. Song nếu mục đích của bản mệnh là tăng chức, tăng lương thì có thể phải đợi thêm một khoảng thời gian cố gắng nữa. Ngoài ra, tình hình tài chính trong tháng này tương đối ổn định, bản mệnh có thể tìm các công việc tay trái để tăng thu nhập cho mình. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, tài vận của tuổi Tỵ có những bước tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh hoặc những người làm nghề tay trái. Bản mệnh sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ trước. Tuy nhiên, với những người làm công ăn lương, thu nhập của bản mệnh vẫn ổn định chứ chưa có dấu hiệu gia tăng. Vì thế, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến việc chi tiêu, không nên mua sắm những sản phẩm vượt quá khả năng kinh tế của mình. Tử vi tháng 4 âm lịch. Tháng này là một tháng khá yên bình đối với người tuổi Tỵ. Mọi mặt của cuộc sống bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Điều quan trọng bây giờ là bản mệnh phải giữ được tinh thần quyết tâm và cố gắng, không nên lơ là để xảy ra lỗi sai đáng tiếc. Bản mệnh cũng có thể nhân cơ hội này học thêm về những kỹ năng mới, áp dụng vào công việc sau này sẽ rất hữu ích. Tình hình tài chính cũng không có quá nhiều biến động, cho nên bản mệnh cần cẩn thận trước khi đưa ra một quyết định, chứ không nên vội vàng, nóng nảy, nghe theo lời rủ rê của người ngoài. Thứ năm, tử vi tháng 5. Người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian tháng 5. Dưới sự giúp đỡ của tam hội, bản mệnh làm quen được với nhiều đồng nghiệp hoặc đối tác tốt bụng. Đôi bên có thể cùng nhau cố gắng và hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn đồng hành mà đường công việc nào cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên, hung tinh giáng họa khiến sức khỏe của bản mệnh phải chịu những tác động nhất định. Cho nên bản mệnh cần chú ý khi tham gia giao thông, khi thực hiện vận động mạnh hoặc khi sử dụng, vận hành máy móc để tránh những sự cố đáng tiếc. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế nhìn chung ổn định, bản mệnh không phải chịu áp lực quá nhiều. Thứ 6, tử vi tháng 6 âm lịch. Bước sang tháng 6, sức khỏe của tuổi Tỵ có dấu hiệu cải thiện, bản mệnh nên chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức đề kháng, tránh những căn bệnh vặt xuất hiện khi thời tiết thay đổi.
Công việc cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bản mệnh luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Tuy nhiên, hiện tại bản mệnh chưa đạt được kết quả nào ấn tượng, song bản mệnh đã dần dần ấn tượng với người làm lãnh đạo. Cứ tiếp tục duy trì thế này, việc tăng lương, thăng chức sẽ chẳng còn quá xa vời. Ngoài ra, tình hình tài chính trong tháng của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng nhẹ với những người làm ăn, cho thấy hướng đi trước đó bản mệnh lựa chọn là đúng đắn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của mệnh chủ tuổi Tỵ. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.